Ngày sinh nhật nhau ơi. Mấy 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 anh chuẩn bị hát nha, mấy anh chuẩn bị hát nha. Rồi mở mắt hồn hát đi Miu. Rồi đứng nha. Mấy anh chuẩn bị hát nha. Ghê quá, xin lỗi. Cái giường té con. Trời ơi, cái môi đấu quý. Còn cái thứ hai không hết. Cô đứng đây nè con. Trái cherry quá mùa rồi. Rồi hát này, mỗi ba nè. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi, dâu thổi đèn cây. Cầu nguyện cho gia đình mình đi. Cầu nguyện nữa nha. Rồi, cầu nguyện rồi, nhắm mắt lại cầu nguyện chút xíu. Cầu nguyện cho mình đi. Mạnh khỏe. Đời như ơn. Rồi. Nè nè, không không. Nè, anh ra đây đi. Huyền Huyền. Dạ. Đứa ở đây, rô hay Ken, Ken đi. Ken qua đây. Ken. Bé em đứng bên cạnh bé dâu chụp hình nè. Rồi. Dạ. Con. Cái chừng té em nha, rồi. Rồi. Bé em được không? Miếng bé được không? Rồi. 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 Xong đứng đứng bên cạnh dâu. Rồi, đứng cạnh dâu nha. Ôm cái bụng nó đau rất lạ. Rồi nhìn đó nè, nhìn má tí nè. Nhìn nè. Cái tay rồi. Ổng liền. Rồi, chúc mừng sinh nhật nha. Mừng sinh nhật của nhau. Rồi, các mở đi, chưa mở xuống, chưa mở xuống. Rồi, được rồi, xong rồi bắt chu gì nữa. Rồi. Rồi lấy dao, lấy dao cho cắt luôn. Liếm bánh kem đi. Liếm bánh kem. Cắt ra. Cái chừng té coi mấy ẩm. Không có lấy dao. Rồi, vậy thôi rồi. Chút xíu ăn bánh kem nha. Rồi bây giờ mình ăn cơm trước nha. Ẩm nó xuống. Rồi cho dâu cái cục cái đồng tiền đó luôn. Đây, sô cô la ngon quá. Đang được. Cái kèm trắng. Ui, hết rồi. Rồi, chúc mừng.